Ui đây rồi tinh em ơi. Ui đi. Ui cái này nó sắc cái này rồi anh em ơi. Ui sao nó sắc cái này. Ui đi lại anh em ơi. Ui kinh thế. Quần bạc tao kinh lắm em ơi. Giữa tao ơi tao ơi. Ui ui lại gắt à. Ui thằng hôm qua nó tận nhặt củi đây. Ui ui. Ôi ui ui. Ui bố sao kìa. Hôm nay nó to hơn rồi ơi. Ui phòng ơi nó trông. Ui hôm nay nó phòng to hơn rồi. Mày cầm đấy ra cầm đấy ra cầm đấy ra. Hôm nay nó phòng to hơn rồi ơi. Chết vậy rồi. Mày kéo hôm nay nó chích nữa có con bên trong rồi. Ôi tôi mộng vô phải to ấy. À ơi ôi 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 con nó cho em ơi. Ui ui nó đẩy ra. Ôi ôi thôi xong rồi thằng này nó bị chích rồi ơi. Đập đập làm nó rạch ra. Rạch ra bắt cái con ấy ra tiêu diệt nó đi. Bụng nó đẩy ở hai đây. Nhìn này. Ôi 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 đẩy anh lên này ơi. Ui dưới rồi dưới rồi dưới ơi dưới rồi. Ui nhìn ra nhìn ra nhìn ra nhìn để nhìn rõ màu lên đi con hồ tây con nào mình sẽ bắt nó nhìn nó phòng này. Ui nhìn ui nó nào ơi. Ui nó đang đẩy đây nó đang đẩy đây. Ui 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 nó sưng vung vòng to rồi ơi. Để nó xuống nó xuống đây. Ui để nhìn cái đầu mình tóm vào đầu đó là mình sẽ bắt được con nó vậy ấy. Tôi xuống xem đây xem chưa. Ui nó xuống rồi. Ui Dư chặt nó. Ôi chặt cái đầu thôi. Lấy kìa. Lấy này. Đây.
làm gì đấy, làm gì đấy? Vãi rồi. Ui dồi, cái gì làm gì đấy? Ui anh thổi cho vỡ đầu à? Ui thổi vỡ đầu được á? Ui dồi mọi người. Ui nhớ ra rồi sao ấy? Ui dễ dàng này. Ui không lên nữa rồi. Ui nó không lên nữa rồi trời ơi. Ui ui vẫn lên trong vẫn lên kìa. Ui nó vẫn lên rồi, nó chưa ra rồi ui. Ui nó vẫn chưa ra rồi. Nó chưa ra rồi. Ui chưa ra rồi. Ui nó chưa ra rồi. Đây rồi. Đầu rồi, chắc là chết rồi. Ui trong rốn này. Ừ, ngay cái rốn này thôi mọi người, ngay điểm này thôi. Ui xeo. Ai ơi. Ui dẹp rồi, dẹp rồi. Xeo, xeo. Ui cái này làm đấy anh. Bây giờ con hồ ly chớp chớp anh. Bây giờ ta phải giết tiêu diệt con hồ ly không? Em để ý nhớ, để ý ra xem hồ ly ra thế nào ấy. Ra tiêu diệt con hồ ly. Ui mọi người ơi. Ui khổ ơi, thằng béo bây giờ chữa cho nó rồi. Ui chữa cho nó rồi mọi người ơi. Ui ui ui. Nó trôi, nó vẫn đây là mọi người này. Nó cảm dã man. Nó tỉnh rồi nhá. Nó nằm đấy thôi. Ngày đầu hồi liền ngay trong giờ ra. Ngày vẫn còn có vẫn còn đây. Chưa chết được chưa? Chính con này, chính con này nó đẻ con ở bên trong bụng của thằng bé. Ôi giời, anh em mình vừa rồi nó đẩy hết con ra ngoài rồi mọi người nhá. Mình nghĩ là còn một hai con thôi. Ôi giời. Đây. Ra kìa. Ui. Ui. Ui 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 nó cơ. Chạy rồi. Đếm giữ, đếm giữ, đếm giữ. Ây! Mày này! Chết rồi! Ủa đi, ủa đi! Ây! Mày! Ủa? Kế lắm! Mày! Vượt trúng đầu ấy! Mày cẩn thận cẩn thận! Nó chỉ ở bên trong này thôi. Nó nôi thằng bé vào trong này. Nó nôi xuyên sang bên kia. Ôi em kéo mãi mới may ra mới kịp đấy. Chưa anh! Không, đây là hang ổ của nó mà. Chết nó, nhỉ? Nó không sợ mình đâu. Ấy, mày. Ui, có nó. Không thấy. Toàn máu trong này luôn. Đập phá này. Đập phá tan nát. Em ra đây thì chả quan tâm thôi. Đập phá tan nát luôn mọi người ơi. Ui, ui, ui. Thằng chẳng con rồi. Ui, chết thằng chẳng con rồi. Ui, ui. Nó vừa đây đâu rồi. Ui, không có nó đâu cả. Ui, con đồ đi kìa. Ui, ôi, có một con quỷ nó vừa xuất hiện ở kia không? Nào. Ui con đâu? Hình như con nó vừa ra nó kia. Ui đuổi nó đập ra đập nó. Mày, ui chạy đuổi ra nó vừa đây này. Nó vừa hình như vừa nó đứa trẻ con ra, em vừa nhìn nó đứa trẻ con ra ngoài đây. Ừ. Ui mọi người nó vừa nó đứa trẻ con ra ngoài đây rồi. Ui không phải đâu. Nó lừa anh em rồi. Thứ đập là nó gọi hồn nó lấy cái hồn nó ra bắt đứa trẻ con à? Ui nó lấy hồn ra nó điều khiển đứa trẻ con nó nôi ra ngoài này rồi. Tìm ra ngoài này đi chị ơi. Chạy nhanh đừng để em tìm đường này. Ui. Nó chỉ khu vực này thôi, ngoài này thôi. Ui